Tiki Channel xin chào các bạn Thưa các bạn, khi xung đột Nga-Ukraine bước vào giai đoạn 2 Mỹ và phương Tây đã từ bỏ thái độ dè dặt ban đầu để chuyển trạng thái sang quyết liệt cung cấp vũ khí cho Ukraine kể cả các loại vũ khí hạng nặng để chống lại Nga Cuộc chiến vì thế có nguy cơ kéo dài và thiệt hại ngày càng lớn hơn Có vẻ như Mỹ đang muốn thực hiện mục tiêu đánh Nga đến người Ukraine cuối cùng Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken và bộ trưởng quốc phòng Lao Austin là hai quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến gặp trực tiếp tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm mới nhất đến Ukraine hôm 24 tháng 4. Tại chuyến thăm này, hai bộ trưởng Mỹ đã có các cuộc hội đàm và bày tỏ sự đoàn kết ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Hai quan chức cấp cao của Mỹ đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ cung cấp thêm hơn 300 triệu đô la Mỹ kinh phí quân sự trong khi Washington cũng đã chấp nhận thỏa thuận bán số lượng đạn dược trị giá 165 triệu đô la Mỹ, nâng tổng số viện trợ an ninh của Mỹ cho Ukraine lên 3,7 tỷ đô la Mỹ kể từ đầu chiến dịch quân sự. Thêm hơn 400 triệu đô la Mỹ cũng sẽ được 15 nước ở Trung và Đông Âu chia nhau hỗ trợ Ukraine. Những lời động viên có cánh được Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói tại cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky như liều thuốc tinh thần bơm vào chiến binh Ukraine. Hiện đang được phương Tây xem là kẻ đứng mũi chịu sào trong cuộc chiến giữa họ với nước Nga. Dường như phương Tây đã không còn sự dè dặt ban đầu khi cung cấp các loại vũ khí hạng nhẹ cho Ukraine nữa. Sự dè chừng trước chiến thuật tốc chiến tốc thắng của quân đội Nga đã thay đổi sau khi Nga chuyển sang giai đoạn 2 của chiến dịch, tập trung vào mặt trận miền đông Ukraine. Mỹ đã thông báo gói viện trợ mới nhất cho Ukraine vào hôm 13 tháng 4, cung cấp hàng trăm xe bọc thép và máy bay trực thăng Mi-17 cùng các loại khí tài khác như tàu bảo vệ bờ biển không người lái, radar chống pháo và phòng không, máy bay không người lái đảo cánh. Gói viện trợ cũng bao gồm 18 khẩu pháo 155 ly cùng 40.000 quả đạn pháo. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, John Kirby cho biết việc cung cấp các loại khí tài này là nhằm đáp ứng yêu cầu của Ukraine trong giai đoạn mới của cuộc chiến tại vùng Donbass với địa hình bằng phẳng thích hợp với các loại pháo này hơn. Ông Kirby cũng cho biết thêm, quân đội Mỹ đã tiến hành huấn luyện cách thức vận hành pháo 155 ly cho một số binh sĩ Ukraine và sau đó những người này sẽ về huấn luyện lại cho các binh sĩ khác của Ukraine. Sự đòi hỏi không có điểm dừng của Tổng thống Ukraine Zelensky đang dần dần kéo Mỹ và các nước châu Âu lún sâu hơn vào cuộc chiến. Trong tháng 4, các quốc gia châu Âu cũng cam kết sẽ viện trợ thêm vũ khí hạng nặng cho Ukraine, bao gồm xe tăng, các hệ thống tên lửa phòng không và bảo vệ bờ biển hiện đại phức tạp hơn. Sau Mỹ, Anh là quốc gia viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine với trên dưới 1 tỷ đô la Mỹ khí tài và tài chính quân sự kể từ khi chiến dịch quân sự nổ ra. Trong chuyến thăm Ukraine ngày 9 tháng 4, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thông báo gói viện trợ bổ sung bao gồm 120 xe bọc thép và các hệ thống tên lửa chống hạm. Trước đó, Anh cũng đã viện trợ nhiều hệ thống tên lửa chống tăng và phòng không cho Ukraine. Vài ngày trước chuyến thăm của Thủ tướng Anh Johnson, Cộng hòa Séc cũng đã gửi cho Ukraine nhiều xe tăng, súng phóng tên lửa, pháo hạng nặng và xe bộ binh. Slovakia đã trở thành quốc gia đầu tiên chuyển giao cho Ukraine hệ thống các tên lửa phòng không S-300. Hà Lan cũng tuyên bố sẽ gửi khí tài hạng nhẹ cho Ukraine, kể cả xe bọc thép. Giới chức châu Âu cho rằng các gói viện trợ vũ khí cho Ukraine đã bắt đầu gia tăng mạnh kể từ khi Nga chuyển địa bàn chiến lược sang miền đông Ukraine. Sự thay đổi này buộc Ukraine phải có sự thích ứng nhất định và yêu cầu về vũ khí mới cũng đã đặt ra nhiều hơn. Người Ukraine đã kháng cự mạnh mẽ và chứng tỏ họ có khả năng đóng vai chiến binh thay thế trong phương Tây trong cuộc đối đầu quyết liệt với Nga. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm 21 tháng 4 đã cam kết gửi 200 tấn đạn dược và khí tài quân sự mới cho Ukraine, tăng gấp đôi số viện trợ quân sự mà nước này đã chuyển cho Kiev. Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen cũng cho biết nước này sẽ tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine thêm 87,6 triệu đô la Mỹ, nâng tổng số viện trợ lên 145,2 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, Na Uy cũng tuyên bố viện trợ 2.000 vũ khí chống tăng M72. Thụy Điển sẽ đóng góp 5.000 vũ khí chống tăng AT4. Phần Lan cũng cung cấp 1.500 vũ khí chống tăng, 2.500 súng trường cùng 150.000 viên đạn. Tuy nhiên, một số quốc gia châu Âu vẫn tỏ ra dè dặt trong việc thông báo gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine vì lo ngại phản ứng từ phía Nga. Một quan chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, điều quan trọng là chúng ta đừng quá lộ liễu trong vấn đề cung cấp vũ khí cho ukraine và cũng không nên làm quá trớn việc này tương tự bộ trưởng ngoại giao đức cho rằng đức cung cấp các loại tên lửa chống tang và phòng không nhưng không bao giờ công bố công khai nhằm đảm bảo việc cung cấp khí tài được thực hiện nhanh chóng và chót lọt hầu hết các khí tài vũ khí mỹ chuyển giao cho ukraine đều xuất phát từ các kho ở châu âu và được vận chuyển cực nhanh ngay sau khi yêu cầu được duyệt dù là nước viện trợ nhiều nhất cho ukraine nhưng mỹ cũng tỏ ra thận trọng không đáp ứng hoàn toàn các đòi hỏi của tổng thống zelensky mỹ hiện vẫn dừng lại ở việc cung cấp các khí tài cơ bản không cung cấp máy bay chiến đấu và các dạng hỗ trợ khác như lập vùng cấm bay hiện châu âu và nato cũng đang thiết kế gói viện trợ quân sự mới cho ukraine và sẽ triển khai trong thời gian tới điều này cho thấy cuộc chiến sẽ không dễ dàng chấm dứt trong thời gian trước mắt nga đã tuyên bố coi viện trợ quân sự là một sự can dự vào cuộc chiến vì vậy các chuyến vận chuyển vũ khí có thể trở thành mục tiêu tấn công bất cứ lúc nào NATO thực chất đã tham gia vào một cuộc chiến tranh với Nga thông qua một kẻ đại diện và đang trang bị vũ khí cho kẻ đại diện này. Chiến tranh có nghĩa là chiến tranh. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trên truyền hình nhà nước Nga hôm 25 tháng 4. Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo, với việc tham gia chiến tranh như thế, NATO đang tạo ra nguy cơ chiến tranh thế giới thứ ba. Cho dù đàm phán vẫn đang là một lựa chọn ưu tiên, nhưng đàm phán có thực chất hay không, có dẫn đến việc ký kết hiệp ước hòa bình hay không còn tùy thuộc vào cuộc diện trên chiến trường thực tế phản ánh như thế nào. Nga đã bố trí lại lực lượng tập hợp ở miền Đông và chuyển mục tiêu chiến dịch sang đánh chiếm trên lãnh thổ ở khu vực Đôn Bát, đồng thời để cho các lãnh đạo phương Tây đến thăm Kiev và một số quốc gia phương Tây nối lại sự hiện diện ngoại giao ở phía Tây Ukraine. Tuy nhiên, Nga vẫn duy trì những đợt tấn công lẻ tẻ và các mục tiêu ở miền Tây Ukraine như Lviv, Kiev và điều này khiến Mỹ và phương Tây phải dè chừng khi quyết định đưa các nhà ngoại giao quay trở lại Kiev. Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết Mỹ sẽ tiến hành từng bước trước tiên là bố trí lại tổng lãnh sự tại Lalip, rồi sau đó tùy tình hình thực tế mới đưa đại sứ trở lại Kiev. Ngày 25 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức đề cử nhà ngoại giao kỳ cựu Briggs Brink làm đại sứ tại Ukraine. Thời gian bà Brink chính thức nhiệm sở chưa được công bố. Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết Mỹ và đồng minh đang củng cố thêm sự tham gia chắc chắn trên mặt trận ngoại giao đứng về phía Ukraine, cô lập Nga. Ông Blinken cho rằng xét về mục tiêu chiến tranh thì nga đang thất bại còn ukraine thì đang thành công với sức kháng cự mạnh mẽ được hậu thuẫn bởi khí tài hiện đại của các nước phương tây sự hậu thuẫn này đang giúp cho ukraine tiếp cận với các hệ thống vũ khí hiện đại hơn tiên tiến hơn và tiến gần hơn đến mục tiêu chuẩn quân sự của nato đây cũng là động thái có thể được xem như hỗ trợ ukraine về lâu dài và không loại trừ khả năng nato sẽ tiến tới việc kết nạp thành viên cho ukraine bất chấp sự phản đối của nga Cuộc diện cuộc chiến trong thời gian sắp tới ở vùng Đôn Bát được giới phân tích chiến tranh dự báo sẽ gia tăng khốc liệt hơn. Do những mục tiêu chiến tranh ban đầu chưa đạt được một cách trọn vẹn, Nga sẽ để mạnh chiến dịch ở miền Đông nhằm thâu tóm các vùng lãnh thổ trọng yếu tại đây. Nga mong muốn sớm đạt được các mục tiêu để sớm kết thúc chiến dịch quân sự tốn kém này. Nhưng việc phương Tây gia tăng viện trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine đã giúp cho Kiev gia tăng năng lực chiến đấu và tăng khả năng chống cự các đợt tấn công của Nga. Điều đó sẽ tạo ra thế giằng co, làm cho cuộc chiến khó chấm dứt có khả năng kéo dài gây tốn kéo hơn nữa đội đốc xem tatri cựu tư lệnh quân mỹ ở châu âu đánh giá ông putin đang muốn chia cắt ukraine dồn sức đánh chiếm các mục tiêu ở vùng đôn bát và xác lập khu vực kiểm soát ở đông nam ukraine đưa toàn bộ người nói tiếng nga về khu vực này sinh sống phần còn lại của ukraine sẽ do người ukraine kiểm soát hiện nay khả năng tiến hành các cuộc đàm phán để tiến tới ký kết hiệp ước hòa bình giữa nga và ukraine vẫn còn nhưng khó khăn sẽ nhiều hơn nhất là sau sự kiện xoáy hạ Moscow bị đánh chìm trên biển đen. Tổng thống Putin hiện được cho là không còn mặn mà với đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Ukraine và đang chú tâm vào thực hiện các mục tiêu trên chiến trường ở miền đông Ukraine. Mục tiêu chiến tranh đã thay đổi từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2. Cuộc chiến càng kéo dài, Ukraine càng bị tàn phá và tổn thất nặng nề hơn. Tăng cường viện trợ vũ khí cùng những lời khen có cánh khiến cho Ukraine đang ảo tưởng về sức mạnh quân sự của mình. Có vẻ như Mỹ vẫn đang quyết tâm thực hiện mục tiêu đánh nga đến người ukraine cuối cùng các bạn đánh giá thế nào về vấn đề này hãy để lại ý kiến bình luận nhé bản tin của chúng tôi đến đây xin kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại